you could make this better, babe. And all this time my heart's been so afraid. Hello, hello. Sao đã quay trở lại cùng một video swatch và review mới rồi đây. Khác với mọi lần thì video này sẽ xin phép được tổng hợp 5 màu son xinh đốn tim cực đẹp cho dịp thu đông từ 5 dòng son khác nhau của Hàn Quốc với giá thành rất là bình dân nha. Cùng khám phá ngay 5 tông son này nào. Đầu tiên thì sao phải giới thiệu nghe đến GCE Sophie Flocker màu Tiny Red. Đây cũng là thỏi son có giá thành đắt nhất trong 5 thỏi son của video ngày hôm nay. Vì thực ra là sao không thể nào tìm được một dòng son nào mà có màu y hệt với giá thành rẻ hơn cả. Về mặt bao bì thì khỏi phải nói là sao rất là thích packaging mà GCE đầu tư cho bạn này. Chắc nặng và cầm rất là sướng tay. Mút son cũng tiện từ kẻ viền môi đến loang son. Sophie Flocker thì thuộc chất kem ly, mỏng nhẹ và bọc môi. Yên tâm là màu son lên môi rất là chuẩn rõ, đậm màu và chất son cũng không bị quá khô, lộ vân môi như chất son kem ly cổ điển. Tony Red là tông son cam cháy với hỗn hợp cam, nâu vàng trội, sắc đỏ ẩn mình. Màu này khá là giống với màu cam bí ngô. Tony Red thì cực kỳ trendy và đương nhiên là rất là hợp cho thu đông. Màu son này cũng rất là tôn da và làm trắng răng lẫn da luôn đó. Thuộc chất kem ly nên son không in dấu môi, bám trung bình từ 6 đến 8 tiếng. Nhắc đến cam cháy thì sẽ không thể nào bỏ qua màu 12 Sweet Boss dòng Last Velvet Lip Tint của Bia được. Version 3 là version tạo nên cả tên tuổi cho dòng son này và 12 Sweet Boss là màu sáng giá nhất của version ấy. Packaging son sang trọng với thân tròn mài lì đục, nắp vàng chắc tay. Đầu mút thoa son là dạng mút cổ điển, có đầu vát xéo, dễ tô son và dễ thao tác son. Velvet Tint là một chiếc son mới ra mắt cách đây không lâu nhưng đã chiếm được cảm tình rất lớn của chị em nhờ các ưu điểm vượt trội. Với các bạn thích lớp son mềm xốp, bọc môi như kem bơ, màu son lại lên chuẩn rõ cho lớp finish không lì nét mà cũng chẳng bóng nhảy thì Velvet Tint thẳng tiếng. Mã son 12 Sweet Spot là tông cam cháy với tông đỏ rất là rõ ràng, tăng độ an toàn và dễ dùng cho màu son. Không cần lo về tông da khi lựa chọn màu son này đâu. Khi tô son thì son cũng sẽ để lại một lớp stain màu khá là bền, trung bình thì son bám được từ 3 đến 8 tiếng. Dòng son Efit Velvet Tint của Black Crew thì sẽ đã làm video swatch và review rồi. Nhưng mà thực tiếc bởi vì lúc đó hãng chưa tung ra thêm 3 màu son mới. Phải nói là trong 3 mảng màu mới thì có một màu khiến Sa lúc nào cũng nghiện, bỏ túi xách theo bên mình mọi lúc mọi nơi, chính là màu A06 Brick Red này đây. Coi như đây là phần swatch của Sa bù đắp vì chưa giới thiệu siêu phẩm này cho chị em mình sớm hơn đi. Sa mới mua lại thỏi Velvet Tint này thì thấy vỏ son có thay đổi một chút so với ban đầu. Nắp son sẽ bóng và hồng như dòng chất xúc tinh luôn. Mút son bên trong là dạng mút chiếc lá với lỗ khoét điều tiết lượng son. Dòng Efit Velvet Tint này Sa thấy xốp, ẩm môi hơn hẳn các dòng Velvet Tint khác. Màu son lên cũng rất là chuẩn, đẹp mà không bị phụ thuộc vào nền môi. A06 là sắc son đỏ gạch ưng ửng siêu đốn tim, đây là màu son crush của Sa đó. Tông son này kết hợp với lớp finish hơi mỏng mỏng của chiếc son thì thiệt là điểm 10 luôn. Khuyết điểm duy nhất là son bám không lâu, nhanh trôi hơn các dòng Velvet Tint khác. Sa nghĩ sẽ có những chị em cần một tông màu an toàn hơn nữa, có chút nâu cho trendy nhưng mà sẽ không quá đốt mắt như các gam màu cháy. Vậy nên là Sa chọn màu 09 Show Me What You Got dòng Liquor Matte của Iskin. Bao bì dòng son này rất là đẹp, vỏ trùng với màu son bên trong. Mút son là dạng mút xéo vát, dễ tô son và kẻ viền. Liquor Matte là dòng son lì với điểm lạ là chiếc son sẽ làm mát mát tê lạnh môi khi mà dùng son. Chiếc son lên màu cực kỳ tốt cho lớp finish lì đét, nhưng mà bạn lưu ý là đừng tô quá nhiều son nha. Nếu không thì cảm giác sẽ rất là dày nặng khó chịu môi. Son cũng làm lộ vân môi hơn dòng soft lip lacquer nhưng giá thành lại rẻ hơn hẳn một nửa. Màu son 09 Show Me What You Got là tông đỏ nâu đất với sắc nâu đất ẩn mình, phải nhìn rất là kỹ thì mới thấy. Thoáng qua thì son có vẻ giống một tông đỏ cổ điển hơn, vì vậy mà màu son này cực kỳ dễ dùng và yêu chiều tông da. Màu son cuối cùng trong video này thì sẽ phải để dành cho GCE Velvet Lip Tint Top. Chưa swatch và review bộ son này đúng thật là một thiếu sót của Sa. Phần packaging son hơi kém duyên bởi vì phần tem giấy dán, hiện tại thì cũng chưa được hãng khắc phục. Mút son mảnh nhỏ nên sẽ lấy ra lượng son khá là ít. Lúc tô son thì chị em mình phải nhúng cọ vài lần nha. Chiếc son Velvet Tint của GCE rất là mềm, xúc ẩm và mượt mà. Dù ở màu đậm như top thì sẽ thấy son vẫn lên rất là đều, không bị lẫn cợn. Sa thích nhất là mùi thơm bơi béo béo của son. Chiếc son này thì
rất là nhẹ và dịu môi bạn thâm hay là khô nẻ thì đều dùng GCE Velvet Lifting được. Top là tông đỏ nâu trầm đậm cá tính, đẹp bất chấp trên mọi phương diện, tông da nào thì cũng dùng được top hết. Gọi đây là gam màu son đẹp nhất bản màu GCE Velvet Lifting thì cũng không quá chút nào đâu. Độ lạnh của top thì còn giúp da và răng của bạn sáng lên trông thấy nữa nha. Top để lại lớp stain màu bám khá tốt, 3-6 tiếng là độ bám trung bình của son. Vậy là Sa đã vừa giới thiệu xong 5 tông son cho thu đông vừa đẹp vừa rẻ mà có chất lượng cũng khá tốt cho chị em mình rồi. Vì là video tổng hợp nên Sa cũng không review được chi tiết quá hay là giới thiệu giá thành được. Sa sẽ để link mua son từng em ở description box nha. Ngoài GCE Velvet Lifting ra thì các bạn son khác Sa đã có review chi tiết, chị em mình cũng có thể tham khảo thêm. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết rồi. Sa cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Beauty Your Way nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye! Bye bye.